Dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, báo Thanh tra cho biết, việc tạm đình chỉ đối với ông Quách Văn Ngoan là theo đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc xử lý dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, theo thẩm quyền. Quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt chi cục Phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Các nguồn tin của pháp luật online xác định người bị bắt là ông Phan Văn Hiền, chức vụ là Phó chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Trưa mùng 8 tháng 8 năm 2024, công an đã khám xét tại nhà riêng của ông Hiền tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trước đó, vào cuối năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại chi cục thuế khu vực 3, tỉnh Cà Mau. Thông tin ban đầu, công an bắt chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 để điều tra hành vi làm thất thoát tiền ngân sách hơn 300 triệu đồng.